Xin chào mọi người, hôm nay là ngày 14 tháng 10 2019. Em tên Sa ở Công Tâm, số điện thoại liên hệ của em là 0938203714. Hôm nay em có những loại lan rừng như sau. Thứ nhất là địa lan ngũ sắc, thứ hai là lọng, thứ ba là báo hỷ, tư là quế tháng 8, thứ năm là cẩm cù hình trái tim ạ, và thứ sáu là bạch câu ạ, và em có một dề kiều tím này, dề kiều tím khá là dài, một dề kiều tím dài thì cái cây mà dài thì chúng ta sẽ thấy là hoa của nó rất là sai, dài và to thì hoa nó sai và dài ra, chùm hoa nó sẽ dài hơn so với những cái cây mà nó ngắn, bởi vì cái ngắn là cái nó chưa phát triển hết. Em sẽ giới thiệu bên địa lan ngũ sắc trước nhé. Địa lan ngũ sắc thì bây giờ là nó đang có nụ hoa, cho nên là những cái lá già như thế này này nó sẽ rụng đi. Đó, đây là cái nụ hoa của nó đây ạ. Đó. Thì nó cũng giống như những loại địa lan mà bầu rượu á. Nó giống như địa lan bầu rượu vậy. Thì khi mà ra hoa thì những cái lá này nó sẽ vàng úa và rụng đi, rồi nó mới lên cái nụ hoa, nó mới lên hoa. Và từ cái hoa này sau khi mà ra hoa rồi thì nó sẽ tiếp tục lên cao và nó hình thành nên một cái củ mới. Và cái củ cũ như thế này thì nó sẽ héo đi. Đó. Cứ mỗi năm nó chỉ có được một củ như vậy thôi. Rồi. Địa lan ngũ sắc thì em cũng bán 100.000 một hình, và mỗi hình thì cũng được từ 15 cho đến 17 cây, mỗi 17 củ nhé. Đó. Hình thứ nhất đây ạ. Nguyên một dề. Đối với cái loại địa lan này thì nó rất là thích ẩm, cho nên là mọi người có thể đem về và đặt lên như thế này, sẵn nó là có rêu rất nhiều này, và rễ thì mọi người cũng không cần tỉa đâu, cứ để trên cái chậu, trên mặt chậu như vậy và tưới nước thường xuyên thì nó sẽ phát triển tốt thôi. Loại này rất ưa ẩm. Hình số 1 nè. Hình số 2. Mình sang hình số 2. Đây, hình số 2 này ạ. Đó, có một số lá thì nó bắt đầu úa đi luôn này. Và một số lá thì nó vẫn còn xanh. Hình số 2 này ạ. Hình số 3. Vào cái giai đoạn này thì lá của nó sẽ không quan trọng nữa, vì lá của nó bây giờ nó sẽ rụng đi. Đó, không còn quan trọng gì nữa. Nên mọi người nhìn thấy lá úa vàng thì lo, nhưng mà không phải. Đó là cái quy luật tự nhiên của nó rồi. Nó phải rụng lá thì nó mới lên hoa và ra củ mới được. Rồi em sẽ giới thiệu cái dề kiều này nhé. Đó, dề kiều này. Dề này thì được 1 thân, 2 thân, 3 thân, 4, 5, 6 thân có lá. Và trong đó thì có được một thân tơ. Đây là thân tơ của nó. Thân tơ là cái thân dài nhất đây ạ. Và chưa có một cái nụ hoa, một cái vòi hoa nào cả. Kiều tím nó khác với những loại kiều khác. Đó là lá nó rất là to. Lá rất là dày và cứng, chứ không phải là to. Đấy, lá nó dày cứng và thân cũng là thân thẳng và cứng nhé. Đấy, thân tròn thẳng và cứng. Đấy. Lá nó dày và cứng hơn những cái loại kiều khác. Rồi. Cái dề kiều tím này em bán với giá là 220 nhé. Đó. Dài tầm 80 cm. Đó. Để có một cái dề kiều dài và to như thế này phải mất rất là nhiều thời gian, phải mất rất nhiều năm nó mới được như thế này. Tại vì những cái clip trước mọi người có thể thấy là em bán kiều, những cái kiều mà kiến nhỏ nhỏ như thế này đó, chỉ được 20 cm thôi. Đó, mà để nó dài ra như thế này thì phải rất là nhiều năm. Đó. Rồi, em sang lọng nhé. Hôm nay em bán lọng xòe hoa tím. Đó, lọng xòe hoa tím ạ. Có thể là nó sẽ lọng một vài củ lọng cam, lọng hoa cam đó. Đấy. Rồi, mỗi hình thì em bán là 100.000.
Và với 100.000 thì mọi người có thể trồng rất nhiều chậu. Đó. Mọi người có thể nhìn thấy này, đó. Lá của nó dày và củ rất là tươi nhá. Có thể nhìn thấy là 100.000 như thế này thì có thể trồng được 3-4 chậu cũng được. Rồi. Hình số 2 thì cái hình nào cũng như vậy thôi, đó. Cũng tầm đó cây. Hình số 3. Hình số 3 là nó nguyên một cái dề luôn. Đó. Nguyên một cái dề như thế này luôn. Tạo thành một dề luôn. Hình số 4 cũng vậy. À, hình số 4 là rời chứ. Hình số 4 rời này. Đó. Hình số 5 và hình số 6 thì cũng nguyên một củ, một cái dề. Đó, nguyên dề như thế này. Đó. Hình số 6 cũng vậy. Hình số 6 cũng nguyên dề. Đó. Mỗi hình là 100 ạ. Và em xin giới thiệu bên loại tiếp theo đó là quế tháng 8 ạ. À. Quế tháng 8 là một loại quế rất là đặc biệt, một loại lan có hương thơm và màu sắc rất là tinh khôi nhé. Cái màu sắc của nó màu trắng. Đấy. Khi mà mọi người mà biết cái loại này rồi á thì em không cần nói nhiều không nè. Những người nào mới chơi thì em nói sơ ra một tí. Thì cái loại này hoa nó rất là thơm và nó có một màu trắng sữa rất đẹp. Một màu trắng rất là tinh khôi. Ai mà ngắm nhìn nó thì sẽ không bao giờ rời mắt được. Và cái mùi thơm của nó rất là đặc biệt. Mùi thơm cực kỳ là thơm luôn đó. Và nó nở vào tháng 8 cho nên người ta gọi nó là quế tháng 8 đó. Và hiện giờ thì đây là quả của nó này. Quả của nó vẫn chưa già nhé. Tại vì nó mới có ở một tháng thôi. Đấy. Rồi số 2. Thì mỗi hình là em bán giá là 120.000 nhé, như mỗi khi thôi. Và mỗi hình là tầm 7 cây. Đấy. Với cây nhỏ thì có thể lên 8 hay 9 cây, nhưng cây lớn thì 7 cây thôi. Rồi, hình số 3. Đây ạ. Hình số 3 này ạ. Đó. Và hình số 4 ạ. Đây hình số 4 đây ạ. Đó. Mọi người đã quan sát kỹ rồi phải không ạ? 1 2 2 3 4. Rồi em xin giới thiệu loại tiếp theo đó là cẩm cù trái tim. Cẩm cù trái tim là một loại cẩm cù rất đẹp. Mình có thể chơi lá hoặc chơi hoa đều được cả. Lá của nó một hình trái tim rất là dễ thương. Đó. Cái loại cẩm cù này người ta có thể trồng lá được nha mọi người. Mọi người có thể ngắt một cái lá và trồng lên trên bột sơ dừa hoặc là bột mùng cưa gì đó. Đấy. Và tưới. Thì đối với cái loại này thì mình trồng mình có thể làm quà tặng đồ được rất là được này. Trồng trên một cái chậu sứ nhỏ nhỏ và có thể đặt trên bàn làm việc. Đó. Vì nó có cái hình dạng hình trái tim nên nó mang ý nghĩa rất là tình cảm hẳn nè. Có thể tặng cho những người mình yêu thương, cha mẹ, bạn bè, không chỉ là người yêu đâu nhé. Đó, rất là đẹp. Có thể trồng và làm quà tặng đều rất có ý nghĩa. Đó. Hình số 1, 100.000. Đó, em bán 100.000 một hình nhé. Hình số 2, đó, mọi người nhìn thấy này. Đó, lá nó rất là đẹp. Hình số 2. Đây ạ. Rồi hình số 3 ạ. Hình số 3 đây ạ. Hình số 3 thì bộ lá của nó tròn hơn một tí. Đó. Nhìn nó tròn rất là cân đối là đẹp này. Đây có một cây tròn rất là đẹp. Đấy, hình số 3 đây ạ. Hình số 4. Đó, hình số 4 này ạ. Rồi em sang loại tiếp theo đó là bạch cầu. Bạch cầu là một loại rất là dễ trồng, dễ thuần. Nó không kén về khí hậu đâu ạ. Nó cũng rất chịu khô đó. Nó thích hợp với những cái vùng thời tiết khô hạn hay là khô nóng thì nó cũng phát triển đều được cả. Đấy. Nó không kén về mặt vùng miền hay khí hậu. Và cái loại hoa của nó thì nó là màu trắng và rất là thơm. Đấy, công nhận là đa số là những loại hoa mà trắng thì thường có mùi thơm rất đặc biệt. Đó.
Thì một hình này em bán cũng 100 ạ. À, rất nhiều vườn về luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À, 12 về, em cũng không đếm. Gặp nguyên một bó như thế 12 về thì có thể là tách ra 2-3 chậu gì đó. 2-3 mình có thể trồng trên lúa cũng được, cũng rất là đẹp. Cái loại bạch cầu này mình có thể làm bông kiểu bonsai để trong nhà làm cây cảnh đều được này. Đấy, bởi vì cái thân nó cứng và thẳng lên, nó giống cái kiểu như là tre trúc gì đó. Đó. Đây hình số 2 đây ạ. Đấy, có một số cây thì nó sẽ dính theo cả lọng luôn. Đó. Người lọng với người dân đi lấy là người lọng với bạch cầu là nó đứng nguyên một chỗ hay sao đi. Một tìm trúng hay một chỗ luôn á. Cho nên có một số cái cây bạch cầu nó dính cả lọng luôn. Đó. Đây là hình số 3 ạ. Rồi em xin giới thiệu một combo nhé. Combo này là 150, có 4 loại như sau. Ở đây là báo hỷ. À lúc này em quay báo hỷ chưa nhờ? Hình như là chưa. Báo hỷ. À, thứ hai là hai bụi kiếm, kiếm lô hội, lá nhỏ nhé. Rồi thứ ba đó là hương duyên. Đó, hương duyên cũng là một loại lan có hoa rất là đặc biệt. Nó sẽ mọc một chuỗi kèm bên hai nách lá và hai bên thân cây gì đó. Đây ví dụ cái thân cây nó như thế này thì nó sẽ ra hoa chỗ đây, đây qua đây, qua đây, đây đây đó, là một chuỗi dài như thế này rất là đẹp đó. Và loại thứ tư đó là thập hoa. Đó, thập hoa. Đấy, 4 loại này là 150 ạ. Đấy. Rồi em xin qua bên báo hỷ chứ không là quên. Đó, quay một chập là thế nào cũng chả sót được một hai loại. Đây, báo hỷ thì em cũng lấy ha. Như mọi khi là em cũng lấy 100.000 một hình. Đó. Và có thể trồng cũng khá là nhiều chậu đó. 3 chậu, mình có thể trồng được 3 chậu. 3-2 chậu tùy chậu to nhỏ. Rồi báo hỷ thì một về một chậu cũng được. Đây báo hỷ này lá bây giờ nó cũng xuống nhá, bởi vì nó sắp có hoa rồi. Đó. Đây cái thân này là thân chuẩn bị cho hoa của cho mùa tới này. Còn thân đây là thân tơ nhé, thân tơ nó mới lên này. Đó. Đây thân tơ đây. Vậy thân có hoa này, đây là thân có hoa chuẩn bị có hoa này. Đây là thân tơ này. Đó. Và thân đây là thân chuẩn bị có hoa. Đấy. Nó lên một lúc vừa thân già chưa rụng lá mà thân tơ đã lên rất cao. Đó. Cái loại báo hỷ nó như vậy. Hình số 1. Rồi hình số 2. Cũng vậy. Em quên đếm về mất ha. Về số 2 là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 về. Đó. Dài mỗi mẫu hình là nó cũng có chiều dài tương đương nhau là tầm 60 cm, 50-60 cm. Và cây cũng được 70 cm. Đây, hình số 3 đây ạ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cây. Đó. Hình số 3 thì 8 cây. Đây, hình số 2 đây ạ, 3, hình số 2 thì 9 cây. Còn số 1 thì mấy cây nhỉ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À, hình số 1 cũng 8 về. Đó. Rồi. Hôm nay em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và rất ủng hộ em. Em xin cảm ơn ạ.